Tôi hay Long Hoàng. Cô tên gì đây? Hello. À, Quân. Hey. Cô Quân. Cô Quân. Teacher. Hello. Teacher là giáo viên. Teacher là con gái. Con nào? Tìm. Tắt cái này đi. Con chẳng có ba. Không cần gì ba. Ơi, cô cho mình để cái máy này. Bạn nào thì nhớ ghi tên này, các bạn nhớ ghi tên nha, các bạn nhớ ghi tên mà nha, không để máy phone hay iPad là cô không biết đằng nào là gọi đâu đó. Ghi tên thì ghi tên nhưng mà các bạn học thì các bạn ngồi thẳng lên nha, để cô xem bạn nào đang ngồi, bạn nào đang nằm nào. Lớn lớn lớn. Các con ngồi thẳng lên nhá. Các con ngồi lên nào các bạn. Các bạn nào ra bàn nào, kéo ghế nào, lấy bộ phone nào. Yeah. Không biết hồi con học cung phun cũng có như vậy. Đừng có nghịch linh tinh nha. Cái nào biết mà. Cô cho con biết mà. Bạn nào hôm nay mới là buổi học đầu tiên không nhở? Có bạn nào hôm nay là buổi học đầu tiên thì giơ tay lên cho cô xem nào. Giơ tay lên cô giang lên màu đen cho tay mình thấy hình. Chào các con, ơi, mình lớp học mình sắp tới rồi, các bạn chuẩn bị chỗ ngồi nha. Các bạn đang xem livestream thì các bạn chuẩn bị lấy bút cho cô nha. Vô lại đây. Chúng ta mình có thể làm bài thi. Hello Võ Minh Khang nha. Hello teacher. Hello. Hello teacher. Hello. Các bạn hello. Ngồi chưa? Mình ổn định chỗ ngồi chưa? Em ở đâu? Em đây. Các bạn có thấy con mèo cô xinh không? Nay cô có con mèo đấy. Nay cô có con mèo xinh lắm. Hôm nay nha, để có thể ổn định lớp học hơn thì lớp mình sẽ tắt mic khi nào cô gọi thì các bạn giơ tay để cô gọi nhé. Hi. Hello Nguyễn Văn, Nguyễn Lê Bằng đúng không? Hello. Nếu mà các bạn điểm danh cho cô nào, các bạn lên phần chat, các bạn điểm danh cho cô nhá. Hello nào. Đó, nếu mà bạn nào mà đã các bạn kể cả các bạn ở livestream hay là các bạn đang ngồi học trong lớp mình thì các bạn
Hãy để biểu tượng giơ tay để cô có biết là các bạn đã ổn định chỗ ngồi nha. Để mình chút nữa các bạn đến đủ thì mình sẽ bắt đầu học nha. Bạn nào mà cảm thấy hơi mệt thì các bạn đi ra uống nước liền nghe cho cô nhé. Đào Thị Phương Ngân này. Hello Xuân, Lê Xuân Ngọc Khuê. Đây để cô cho các bạn vào nhé. À. Hello. Không chắc được, ô bạn nào không chắc được, bạn nào không chắc được thế, bạn Lê Minh Hoàng lớp 4 không chắc được không? Hello, chờ Quỳnh Anh này. Hello Quỳnh Anh, hi. Hi Kiên. Đó, các bạn không vẽ nha, các bạn không vẽ nha, các bạn không vẽ nha. Đó. Hello. Hello Lê Xuân An. Các bạn định chỗ ngồi chưa? Đâu cô xem nào, hôm nay lớp mình à. Hôm nay lớp mình là các bạn mở cam lên nha. Phan Hoàng Bảo Ngọc này. Hello Phan Hoàng Bảo Ngọc nha. Nguyễn Thị Kim Ngân. Quỳnh Anh này, Quỳnh Anh này ngoan thế. Có Khôi và Hiền này, hôm nay hai anh em Khôi Hiền học cùng này. Tiến này, Tiến học với em gái à. Nguyễn Trúc Linh này học với chị hay là em đây? Bài cô chia sẻ nhỏ lắm ạ. Ồ, thế để cô để loa to hơn nhá. Con đợi một xíu. Ok. Minh Ngọc, hello cô. Cô hello Minh Ngọc nha, hello Bảo Anh. Tại em cứ thấy màn hình đen xì. Ồ, thế thì để cô tắt cái này nha. Thế con thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Các bạn thấy rõ chưa? Đâu, con thấy màn hình hết đen chưa? Bắt đầu. Ok. Hello, mình ngồi để chung ngồi để chuẩn bị bắt đầu học nha. So, welcome class. Chào mừng lại đến với lớp học của cô Ngọc nha. Thì như hôm trước ấy, rất là buồn vì không thể nào mà cho các bạn vào cùng một lớp hết được. Vì vậy là những bạn nào mà hôm trước mình chưa có được học trực tiếp với cô thì các bạn xem lại buổi livestream trước nhá. Còn hôm nay thì mình sẽ ôn lại và cô sẽ giúp các bạn có thể nói được cả câu cũng như là phát âm rõ hơn, chuẩn hơn trong những cái bài học cũng như là từ vựng vừa rồi này. Nào. Thì hello teacher, my name is Trang. Oh, hi Trang. So, at the last lesson, we have 10 words. We have 10 words about some stuff we use for school and studying. So, bạn nào tự tin nhớ được hết 10 từ? Bạn nào tự tin nhớ được cách đọc hết 10 từ? Và giới thiệu các từ đấy cho cô chứ các bạn được không? Nào có bạn nào giơ tay đây cô xem nào. Bạn nào nhớ được? Bạn nào nhớ được giơ tay cho cô nào. Đây mình ôn lại bài cũ một chút. Bạn nào nhớ được giơ tay đây. À chà. Raise hand please. Raise hand. Wow. Ôi, các bạn nhớ hết luôn. Bạn An nhớ hết nè. Wow, nhiều quá. Biết chọn ai đây ta? Nhiều quá các bạn giơ tay nhiều quá. Đâu rồi? Đâu nhỉ? Đó, thì cô xem nào, cô xem nào. À, cô xem bạn nào nhanh nhất nào, bạn nào nhanh nhất nào. Bạn Đỗ Minh An à, Đỗ Minh An đâu nhỉ? Đây, cô mở mic cho Đỗ Minh An nhá. An đồng ý mở mic nào. À, Hoàng Linh Nhi mới học. Ừ, thì chút nữa con xem lại nhá. Chút nữa con xem lại bài hôm trước nha. Đỗ Minh An, Đỗ Minh An.
Ừ. Hello. Cô bảo chào cô đấy. Hello. Book. Ừ. Backpack. Book. Chair. Chair. Crayon. Crayon. Desk. Desk. New laser. Wow. Marker. Yeah, pen. Marker. Pen. Now, ruler. Also, how about a butina? Crayon. Yeah. Pencil. Yes, exactly. Thank you. 10 điểm nha. Ô, bạn này, bạn ấy ôn bài kỹ quá. Là bây giờ để có thể là cho các bạn xem lại những cái bài mà hôm trước các bạn nộp bài tập cho cô nha. Thì mình điểm qua một chút nha. Thank you, Đỗ Minh An nha. Minh An nha, cô cảm ơn con nha. Thì bây giờ mình sẽ chữa bài một số các bài tập mà các bạn đã nộp ở trên nhóm nha. Nào, đợi cô một chút nhé. Các bạn có tò mò không? Các bạn có tò mò không biết là cô sẽ chọn bài nào nhỉ? Nào, các bạn có nhìn thấy không? Các bạn có nhìn thấy không? Các bạn nhìn thấy không? Các bạn có nhìn thấy không? Các bạn có nhìn thấy màn hình của cô không? Say yes nào, lên phần chat say yes. À, có rồi. Đây là nhóm các bạn để nộp bài tập. Nếu mà bạn nào không biết là mình nộp bài tập ở đâu thì chút nữa các thầy, các cô sẽ hướng dẫn các con lên page để nộp bài tập nhá. Còn bây giờ mình sẽ cùng cô xem một số các clip của các bạn làm bài rất là tốt, bài rất là hay. Và mình xem là các bạn có những cái ưu điểm và khuyết điểm gì nhá. Để mình xem nào. Bạn Huy lớp 5. À, bạn Ngọc Toản mới nộp bài này. Ngọc Toản là nộp bài hơi muộn nhá. Thôi được rồi, mình xem bài Ngọc Toản nhá. Các bạn có nhìn thấy bạn Ngọc Toản không? Để mình còn xem bài của các bạn nhá. Mình. Everyone, my name is Ngọc Toản. À, Ngọc Toản nè. I'm 7 years old. Bạn Ngọc Toản mấy tuổi nhỉ? Các bạn ơi, bạn Ngọc Toản mấy tuổi đấy? Bạn Ngọc Toản mấy tuổi? Các bạn lên phần chat là cho cô biết là bạn Ngọc Toản mấy tuổi vậy? À, 7, 7, 5. Bạn Ngọc Toản 7 tuổi. Bạn Ngọc Toản say that I am 7 years old. Đó. This is my dad. Bình. À. This is my chair. This is Bình too. À. Các bạn, bạn này có cái desk với cả chair đều là màu pink. Wow. This is my poop. Read. Oh, thế Ngọc Toản chú ý nha là book chứ không phải là poop nha. No, no, no. Book. Yeah, thank you. Green. Green. This is my pack. Wow. Blue and wow. Yellow. Oh, blue this and yellow. This is my muffin. This is my muffin. No, it's marker nha. Đấy chắc là do lỗi video ấy, thế là bạn ấy bị cắt mất cái đoạn đấy chứ là marker. Pencil. It's my green. Cô nói nhầm it my rồi. This is my ruler. It's pink. Wow. This is my pen. It's blue. This is my crayon. It's pink. It's gray. Các bạn thấy bạn Toản có nhiều đồ không? Bạn có Toản có cái gì nữa nhỉ? An eraser. It's white. Đấy, Ngọc Toản có. Goodbye everyone. Đó, bạn Ngọc Toản có rất nhiều đồ dùng học tập. Bạn nào có đủ đồ dùng học tập với bạn Toản không? Có nào, cô là có này. Đó. Đây nhá, có rất nhiều bạn quên mất không nộp bài tập đó. Cho nên là cô không thể chữa được bài tập cho các con. Đâu, các con raise hand nào. Có bạn nào quên làm bài tập? Nào, hôm nay thú thực đi. Bạn nào đã quên làm bài tập? Giơ tay cô xem nào. Bạn nào đã quên làm bài tập? Đó, thì sau buổi ngày hôm nay các bạn học thêm cấu trúc thì các bạn nộp bài tập giống như bạn Toản nhá. Thì mình xem thêm một clip nữa xem là các bạn phát âm như nào nha. Bạn Ngọc Toản phát âm rất là tốt nha. Cho bạn Ngọc Toản 10 điểm nha. À, bạn Lê Minh Hoàng mới học. Ừ, Lê Minh Hoàng hôm nay mình nộp bài tập nha. Để cô có thể là cô hướng dẫn con nha. Bạn nào đây? Minh Khôi à? Minh Khôi cô kiểm tra rồi nè. Đó. Trong mỗi bài thì cô sẽ chữa rất là chi tiết ở từng bài.
thì hy vọng là các con cũng như là các bậc phụ huynh thì là các anh các chị hỗ trợ các con quay bài và gửi vào trong nhóm để em có thể là chữa cho các con chi tiết nhất, chị các anh cho chị nhá. À, con cũng mới học. Ừ, Minh Quân mới học. Ừ, bây giờ cô mới thấy Minh Quân đó. Đâu, mình xem thêm một bài của bạn nữ nữa nhá. Để cô xem nào. Đây là các bài của cô. À, bạn Thu An này. Hôm nay Thu An có đi học không? Hôm nay Thu An có đi học không? Thu An ơi. Đâu nhỉ? Thu An lên phần chat cô xem nào. Thu An giơ tay xem nào. Có thấy Thu An không nhỉ? Mình mở bài của Thu An xem Thu An có gì nhá. Các bạn có thấy công chúa Minh An là có rất nhiều đồ màu hồng cho nên là bài tập rất là dễ. Chỉ cần nói mỗi pink thôi. Đó, công chúa Minh An đó. Thì bây giờ các bạn xem không? Các bạn nộp bài tập rất là đầy đủ đây. Như là bài của Quỳnh Anh này. Quỳnh Anh này. Đó, Quỳnh Anh á. Quỳnh Anh có cái cặp tóc rất là đẹp. Quỳnh Anh có cặp tóc hình quả cà tím. Đó, purple luôn. Quỳnh Anh có biết cả bài purple luôn. Đó, thì bây giờ cô xem nhá. Bây giờ mình sẽ bắt đầu. Thế là mình chữa bài một số bạn thôi. Còn sau thì mình sẽ phải tiếp tục bài học rồi nha. Ờ, con mới học. Ừ, con mới học xong thì mình học xong bài này mình bắt đầu luyện nhá. Là mình chuyển sang phần tiếp theo nhá. Rồi. Sao thế? Đợi cô một chút. Đó, thì như hôm trước là mình mới chỉ được học về từ vựng thôi đúng không cả lớp? Đó, mình mới chỉ được học từ vựng thôi. Cho nên là mình chưa biết cách để nói cả câu. Thì hôm nay cô sẽ dạy các con nói cả câu nhá. Đối với một số bạn thì các bạn biết rồi. Còn một số bạn thì mình chưa biết. Thì hôm nay mình sẽ ngồi đây để mình có thể biết được làm sao để mình nói cả câu tốt nhất nhá. Bạn nào muốn học nói cả câu, say yes cho cô nào. Nice, yes. Ừ, cô chào Vinh Quang nào. Bây giờ bạn nào muốn học cả câu nào. Các bạn nhắn tin cho cô nào. Bạn nào muốn học cả câu nào? À, raise hands please. Rồi, khi mà các bạn muốn hỏi là đây là cái gì đúng không? Bây giờ mình không thể nào mà chỉ có nói được, đúng không? Mình chỉ tương đối người ta hỏi thì mình mới, đúng rồi, Minh Khuê, yes, yeah, thank you. Khi nào mà người ta, mình phải hỏi, mình muốn hỏi mà. Mình tự nhiên mình cứ chỉ để làm sao mà mình biết được đúng không? Đó thì hôm nay cô Ngọc sẽ dạy cho các con cách để hỏi nhá. Thì nếu các bạn muốn hỏi đây là cái gì nào? Cô có cái gì đen trên màn hình vậy cô? À thế à? Nó bị đen à? Nó bị đen che mất à? Hết đen chưa? Các bạn ơi, hết về màu đen chưa? Hết màu đen chưa? Các bạn hết màu đen chưa? Các bạn hết màu đen chưa bảo cô nhỉ? Có bị che vào chữ không? Ô, có những bạn mà vào muộn ấy thì thôi nhá. Các bạn vào muộn thì lại phải xem livestream rồi. Tại vì bây giờ cô không thể cho các bạn vào lớp được nha. Vẫn còn màu đen là nó che ở đâu? Nó che ở phần nào? Nó có vào chữ không? Nó có vào ảnh của hai bạn không? Nó có vào ảnh của hai bạn không? Có. Cô đẩy lên rồi đó. Thì mình vừa bắt đầu share lại nhá. Đây. Đâu xem nào. Để cô share lại màn hình cho các bạn nha. Rồi. Đây mình lại vào lại nhá. Đó. Đây. Đó, cả lớp thấy chưa? Cả lớp thấy không? Nó có bị hai bạn đang nói chuyện này. Các bạn có nhìn thấy hai ảnh các bạn đang nói chuyện không? Yes. Thì bây giờ mình bắt đầu luyện tập cho hai bạn nhá. Có rồi, đó. Thì bây giờ mình xem này. Khi mà mình muốn hỏi đây là cái gì, mình rất là tò mò. Đó, mình rất là tò mò, mình muốn hỏi là đây là cái gì mà mình lại không biết nói bằng tiếng Anh. Mình không biết nói bằng tiếng Anh thì hôm nay cô dạy cho các con một câu rất rất là dễ luôn, là các bạn đọc theo cô nhá. Đây là câu này.
câu mà bạn nữ tóc vàng hỏi này. What's this? Nào, cả lớp tự nhẩm theo cô nào. Cả lớp tự nhẩm theo cô nào. Cả các bạn ở trên livestream cũng vậy. Cũng như là các bạn đang học ở lớp chính nhẩm theo cô nhá. What's this? Đâu, cô xem nào. Cô xem cả lớp có đang luyện nào. 3, 2, 1. What's this? What's this? Nhớ nha, các bạn có âm đuôi cho cô nhá. What's this? Đó, một câu rất đơn giản thôi. Nào, luyện tập lại nào. Các bạn trên livestream cũng như các bạn đang học nhá. Nào, luyện tập lại cho cô một chút nào. Mình nói nhẹ nào. Nói chậm nào. 3, 2, 1. What's this? Nào, bạn nào tự tin là các bạn đã đọc được rồi nào. Bạn nào tự tin nào. Bạn nào tự tin là mình đang đọc được rồi nào. Có. Nào, mình đọc chậm hơn một chút nhá. Các bạn trên livestream cũng như là các bạn đang học ở trong lớp. Mình đọc chậm hơn một chút. Nào, đây là cái gì nhá. What's this? Mình đọc chậm thôi. What's this? Đó. Ôi, có tận 31 bạn. À, giơ tay, bạn giơ tay. Bây giờ cô cần một bạn. Cô cần một bạn để có thể giơ tay lên bảng. À, cô, bạn Nhi đâu? Bạn Nhi đâu rồi? Cô chưa thấy bạn Nhi đâu nào. Bạn thử bạn Nhi nào. Bạn Ngọc Hoàng Linh Nhi à? Bé An lớp 1 à? Đâu? Nào, con đọc nào, con đọc chậm cho cô nào. Cả lớp nha, nhẩm cho bạn nào. Mình đọc chậm nào. What's this? What's this? Nào, once again. Nào, các bạn đừng để mất âm đuôi nha. Cũng như tiếng Việt mình mất dấu là mình không hiểu đâu. Nào, bây giờ what's this? What's this? Exactly. Nào, bây giờ mình tăng tốc độ hơn một xíu nha. Nào, 3, 2, 1. What's this? Các đọc theo cô nào. What's this? Nào, thì bây giờ mình đọc to hơn một chút nữa nào. What's this? What's this? Thank you. Đó, thì đây là cái gì đúng không? Bây giờ khi nào mà con muốn hỏi người nước ngoài hay là hỏi mẹ chẳng hạn, có một cái gì rất là lạ, con hỏi mẹ như nào? Mẹ ơi, đây là cái gì, hỏi như nào? Con hỏi lại nào. Con như nào? Đây là gì? Không, nói tiếng Anh mà. What? It's English, please. What is this? Hoặc là what's this? Con đọc lại nào. What's this? Yeah. Khi nào hỏi mẹ ơi đây là cái gì? What's this, mommy? Mommy, what's this? Thế là đã thành một câu rồi, rất là đơn giản đúng không? Các bạn nhớ nha, cả lớp đọc theo, đọc nhẩm nào. À, thế mà... What's this? What's this? Thank you, rất là tốt bé nha, 10 điểm luôn. Đâu, xem nào. Bạn 10 điểm ghi vào giỏ nhanh. Hoan hô bé An nha, hoan hô bé nha. Bé mới có lớp 1 thôi mà các bạn đọc rất là to, rõ ràng, rất là chuẩn âm gió. Để cô mời thêm một bạn nữa, cô mời thêm một bạn nữa. Các bạn giơ tay nào, raise hand nào. Cô chưa thấy các cánh tay của bạn. Raise hands, các bạn nhấn icon, các bạn ấn nhấn icon ở trên Zoom nhá, để cô còn thấy nhá. 35, 36 bạn. Wow, chú ơi, bạn Nhật Quân, các bạn nhắn. Thế bây giờ để cô xem nào, cô lướt cô xem nhá, cô xem nào. Bạn Hoàng, các bạn nào. Nhiều quá. Đâu rồi, bạn Tạ, Nga Tạ đúng không? Bạn Nga Tạ nào. Nga Tạ bấm mở mic cho cô nào. Bạn Hoàng Tú Phương tị nữa nha. Bạn Lê Bằng tị nữa nha. Bạn Nga Tạ mở mic nào con. Nga Tạ mở mic chưa? Hello Nga Tạ. Nào, mình đọc chậm trước. Tại vì các bạn đọc nhanh là các bạn sẽ... Đây, các bạn lưu ý cho cô một chút này. Các bạn lưu ý cho cô một chút, kể cả các bạn trên livestream hay là các bạn đang học ở đây thì mình hãy nhớ nhá. Mình cứ đọc chậm trước xong mình đọc nhanh dần nó quen à. Mình sẽ không bị mất âm gió nhá. Nào, what's this? What's this? Exactly. Nào, bây giờ mình đọc nhanh hơn hai lần nữa nào. 3, 2, 1. Nào, nhanh hơn một chút nữa nào. Ngạc nhiên nào, tỏ vẻ rất là ngạc nhiên nào. Các bạn nào thử tỏ vẻ ngạc nhiên cho cô nào. 3, 2,
Again, again. I can't hear. I can't hear. Con đọc lại nào. What's this? Yes, exactly. Nếu mà con muốn hỏi bố ơi đây là cái gì, con nói. Now, what's this, daddy? What's this, daddy? Yeah. What's daddy? Thank you. Đó, thì hôm nay các bạn đã nhớ nha. Các bạn đã có một cấu trúc câu là để hỏi đây là cái gì nha. Rất là dễ đúng không? Chả bạn nào quên được đúng không? Thank you so much. So, now, mình tiếp tục nha. Mình tiếp tục nha. Khi mà mình đã hỏi được đây là cái gì rồi thì mình cũng cần phải trả lời đúng không? Mình cũng cần phải trả lời. Các bạn đã biết câu trả lời chưa? Bạn nào đã được, bạn nào chưa được học câu trả lời thì bây giờ mình nhìn vào đây nào. Các bạn trên livestream cũng như trong lớp nha. Mình sẽ dùng câu trả lời là is. Đó. Có thể dùng a hoặc là an tùy trường hợp nha. A hoặc là an, is cộng với đồ vật, is a với an cộng với đồ vật nào? Chỉ có mỗi từ eraser thôi là mình cộng với an thôi. Còn đâu tất cả các cái từ mà hôm vừa rồi cô cho ấy thì là các bạn phải cộng với a nhá. A là một nha, a là một, an cũng là một. Tuy nhiên từ eraser cái này sẽ học sau thì mình phải cộng với từ an nha. Nào, bây giờ bạn ấy hỏi là what's this? Thì bạn Nam trả lời là is an eraser. Thế bây giờ Quang Huy đâu nhở? Quang Huy trả lời cho cô nhở? Quang Huy trả lời cho cô thì eraser là gì đây? Quang Huy đâu? Hello Quang Huy. Quang Huy mở mic nào. Hello. Ôi Quang Huy, eraser là gì? Eraser là gì? Các bạn biết eraser là... Cô tẩy. Đúng rồi, cục tẩy. Thế mình trả lời cả câu nhá. Ví dụ như bạn vừa rồi bạn bảo là what's this? Là đây là cái gì? Thế Quang Huy trả lời là it's an eraser, đúng không? Thì con có thể dịch sang tiếng Việt đó là gì không? Để cho các bạn biết nào. Để cho các bạn biết nào. Đó là một cục tẩy. Nào con giơ cục tẩy con lên nào. Đâu, where's your eraser? Đâu, cục tẩy đâu. Đâu, đâu. Eraser please. Can you show? So, nào bây giờ bạn có cái eraser, right? Bạn Huy có eraser. Thank you nào. Quân nói cả câu cho cô nào. Is an eraser. Is an eraser. Yes, exactly. Is an eraser. Nào, thế bây giờ nhá, bây giờ cô thank you bạn Huy nào. Cô thank you bạn Huy một chút nào. Tiên giúp bạn Huy nha các bạn nhá. Thì Duy có mỗi từ eraser mình cộng từ an trong cái 10 từ cô vừa dạy. Còn lại là những từ khác đều cộng với từ ơ nhá. Nào bây giờ giả dụ như là bạn ấy không có cục tẩy. Bạn ấy, cô ơi con không nhìn thấy bài cô chia sẻ màn hình. Cô mời con đi. Đâu bạn Lê Thảo đâu? Lê Thảo đâu? Lê Thảo đâu? Lê Thảo Linh à? Lê Thảo Linh đúng không? Rồi, cô thử xem nào. Lê Thảo Linh lớp 2 nào. Lê Thảo Linh lớp 2 mà mic câu xem nào. Các bạn xem Lê Thảo Linh nào. Lê Thảo Minh mở mic con. Đâu các bạn xem nào. Các bạn là bài này hôm nay hơi khó chút. Nếu bạn nào mà chưa được học cấu trúc thì nó sẽ hơi khó một chút. Nên cô sẽ dạy kỹ một chút nhá. Hello Lê Thảo Linh. Thảo Linh ơi. Bây giờ ví dụ như cô không có cái eraser đi, cô lại đang có cái book chẳng hạn, thì con sẽ trả lời nào? Con đang có cái book là, thì con trả lời nào? This is a book. Wow, exactly. Rất là thông minh. Mình dùng từ a đúng không? Right, thank you. Nào con đọc lại nào, mình đọc chậm từ từ nào. 3, 2, 1. This is a book. Rồi, nào. It is a book. Hoặc là it is a book. Thank you. But now. Bây giờ mình đọc nhanh hơn một chút. Tại vì là nếu mà đọc chậm quá thì cũng hơi khó đúng không? Nào, mình đọc nhanh hơn một chút cho cô để cho các bạn cùng nghe nào. Các bạn cùng nghe bạn Lê Thảo Linh đọc nào. 3,
two, one. Thảo Linh đọc nhanh hơn nào. It is a book. Exactly. Wow. Rất là tốt luôn. It's a book. Thank you. Đó, it is a book. Các bạn nhớ nha. Thế bây giờ mình ngoài thank you bạn Lê Thảo Linh nha. Lê Thảo Linh cố gắng nha, phát âm chuẩn hơn. Mình cứ đọc từ từ xong rồi mình sẽ đọc nhanh dần thì nó sẽ rất là chuẩn. Kể cả đối với các bạn đang học trên livestream cũng thế. Các bạn tự luyện cho cô nào. Nào có lớp cùng luyện theo cô nào. Is a book. Nào có lớp đọc nào. Is a book. Cả các bạn trên livestream cũng luyện đọc cho cô nhá. 3, 2, 1. Is a book. Thank you. So, các bạn nhớ chưa? Nếu mà các bạn nhớ rồi thì các bạn say yes cho cô trong phần chat nào. Và cả các bạn trên livestream cũng thế, các bạn nhắn ở trên phần comment cho cô nhá. Xem là các bạn đã đọc được rồi thì các bạn say yes cho cô nha. Say yes thì cô mới biết là các bạn đã đọc được không. Không là cô phải dạy lại. So, wow, yes, thank you so much. Cô Yên Hiền, yeah, thank you. Rồi, rồi. Ok, good job, lớp mình học rất là siêu. Nào, tiếp tục. Giả dụ, như bây giờ cô gọi, nào cô gọi bất kỳ một bạn nữa nào, cô gọi bất kỳ một bạn nữa nào. Bất kỳ một bạn bây giờ là các bạn ấy phải trả lời cho cô ba đồ vật bất kỳ trong này cô. Nào, bạn nào đây? Raise hand please, raise hands please, để cô còn gọi nào. Chứ bây giờ mà một mình cô Ngọc nói là cô cũng đau học lắm. Bây giờ một mình cô Ngọc nói cũng đau học lắm thì cô sửa phát âm cho các con nhá. Nào các bạn giơ tay nào, các bạn giơ tay xem nào, các bạn nào muốn phát biểu nào. Cô mời một bạn lớp nào, bạn nào đây? Bạn nào đây? Bạn Cẩm Như nào, bạn Cẩm Như nào. Cẩm Như mở mic cho cô nào. Hello Cẩm Như. Hello đi chào cô đi. Hello. Hello Cẩm Như sợ. Nào mình hỏi thăm Cẩm Như một chút nào. Vừa nãy mình học vất vả quá thì are you happy or sad today? Con mấy con vui con buồn? Are you happy? I'm happy. 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 Okay, happy. Happy. So hôm nay bạn này bạn rất là happy thì bây giờ cô sẽ thử thách bạn ba đồ vật nhá để con xem cô còn nhớ được không nào. So, bây giờ cô sẽ hỏi what's this và con sẽ trả lời theo những cái phần mà cô khoanh vào nhá đúng không? Yes. Yes. Okay. So what's this? This is a crayon. Wow, it is a crayon. So, Cẩm Như nào cùng các bạn trên livestream cũng như là các bạn mà đang học trong lớp mình nha, các bạn lấy bút nào, lấy cái bút nào, các bạn chỉ vào màn hình nhá. Các bạn chỉ vào màn hình và đọc theo Cẩm Như nha. Cẩm Như đọc rất là chuẩn đấy. Nào, tiếp tục nào. Cẩm Như, what's this? This is a market. No, this is a marker. Market đó, tức là cái chợ luôn. Market là cái chợ. Chỉ cần đọc sai một xíu thôi là mình thành tiếng khác rồi, đúng không? Marker. Các bạn để ý nhá, các bạn trên livestream này cũng như cùng lớp học này, đó thì rút kinh nghiệm từ Cẩm Như nha. Marker. Nào cả lớp đọc theo nào. Marker. Great job. Nào bây giờ Cẩm Như nào, mình trả lời lại nhá. What's this? This is a marker. Well done. And the last thing, the last thing I think is difficult for you now. So, Cẩm Như, what's this? What's this? This is a backpack. Exactly. It is a backpack. Bag, đằng sau, pack, túi, so backpack, cặp, ba lô, yo, so. Không, ở đây các bạn có hết backpack không? Giơ tay nào. Các bạn trên livestream để ý nha, Cẩm Như phát âm rất là tốt. Cẩm Như có cả âm đuôi này, âm gió này. Và bạn ấy trả lời rất là rõ ràng. Thank you Cẩm Như nha. Thank you cô. Thank you. So, nào tiếp tục nào, mình tiếp tục với bài nha. Thì mình đã có là mình hỏi mẹ với bố là đây là cái gì. Và mình đã có thể trả lời được là
những cái thứ mà mình vừa khoanh tròn ấy, theo cấu trúc là is cộng với cả từ a cộng với đồ vật, hoặc là it is a cộng với đồ vật, đúng không? Nó rất là dễ thôi. Thì em Hoàng Linh Nhi hôm nay rất nhiệt tình. Thế bây giờ Hoàng Linh Nhi nào? Hoàng Linh Nhi đâu? Để cô xem bạn Hoàng Linh Nhi của cô đâu rồi. Các bạn xem trên livestream có nhìn thấy bạn Hoàng Linh Nhi nhỉ? À, Hoàng Linh Nhi à? Hoàng Ngân. Để cô xem nào, Hoàng Linh Nhi để cô lại chưa nhìn thấy đâu. Tôi. Rồi, Hoàng Linh Nhi nào, Hoàng Linh Nhi nào, Hoàng Linh Nhi nào. Where's Hoàng Linh Nhi, Nhi nào? Bảo Ngọc Nguyễn con mới vào. Ừ, thấy Ngọc Nguyễn theo bài nhá. Hello. Nào Linh Nhi ơi. Linh Nhi nào. Yeah, so hi Linh Nhi, can you show me what's this? Is it a chair? Yeah, it is a chair. Good. Hoàng Linh Nhi phát âm chuẩn đấy. Hoàng Linh Nhi xong rồi hôm trước không học bài tập đó. Thế hôm nay làm bài tập nha. Em mới học được. Ok. Yeah. Thế bây giờ để cô, ok, thank you Hoàng Linh Nhi này, để cô gọi tiếp một bạn nữa xem nào, bây giờ cô kiểm tra cả lớp xem nào. Thank you Hoàng Linh Nhi yeah. nha. Thế bây giờ cô xem nào, bạn bạn Bảo Ngân á, bạn Bảo Ngân đâu? Cô lại không thấy bạn Bảo Ngân đâu nhỉ? Bạn Bảo Ngân kìa. Bảo Ngân nào? Where's Bảo Ngân here? Bảo Ngân mở mic nhỉ? Các bạn nghe, các bạn nha, trên livestream cùng nghe bạn Bảo Ngân nha, xem các bạn ở nhà các bạn luyện tập như nào nào. Hello Bảo Ngân. Oh, so sweet. Trời ơi, giọng Bảo Ngân cute xỉu. Oh, Bảo Ngân, so Bảo Ngân, can you show me what's this? This is a pen. Great job. And the last one, can you show me what this? This is a ruler. Oh my gosh, so smart. You're so smart. Thank you. Bảo Ngân học phát âm mà chuẩn đấy nhỉ. Thế này thì thế là mà không quay video gửi bài cho cô. Hôm sau nhớ gửi bài cho cô nhá. Hôm nay nhớ cô gửi bài tập cho cô nhá. Từ sau buổi hôm nay nha. Thank you so much. Nào, các bạn tiếp tục nào. Mình còn hai đồ vật dễ thôi, là đồ vật desk nào. Desk thì nó cũng dễ rồi. Thì mình qua bước này nhá, là mình bắt đầu hỏi đến phần khó hơn này. Mình hỏi đến phần khó hơn này các bạn này. Các bạn sẵn sàng chưa? Yes cho cô nào. Yes thì cô biết là các bạn trên livestream sẵn sàng chưa? Các bạn trên livestream sẵn sàng nhấn yes cho cô nha. Comment yes cho cô để cô còn biết nào, để cô còn xem nào. Bạn Lê Sonan với bạn Trần Thị Hương Giang lớp 4 thì mình vào xem livestream nhá. Tại vì là bây giờ là yes, yes. Nào bây giờ mình học phần. Bây giờ mình hỏi mỗi đồ vật. Đúng không? Mình hỏi mỗi đồ vật. Ừ, mà ví dụ như là bây giờ cô có cái bút màu đỏ. Với cả cô có cái bút màu đỏ này, cô cũng có cái bút màu cam, đúng không? Thì bây giờ mình phải hỏi màu. Ví dụ mẹ bảo là ra lấy cho mẹ cái bút. Đấy, nhưng mà bây giờ mình lại có hai cái bút, một cái màu cam, một cái màu đỏ, đúng không? Thì con phải hỏi mẹ là mẹ ơi, màu gì? Đúng không? Màu gì? Mẹ ơi màu gì? Cái màu nào? Để mình còn lấy đúng cái. Thì bây giờ cô sẽ dạy con một cấu trúc dễ hơn cấu trúc vừa nãy. À, nào các bạn sẵn sàng chưa? Cấu trúc vừa nãy bây giờ các bạn nhớ nha, tập trung nào. Tập trung là bây giờ cô mở nào. Ô sao bạn lên như à? Yeah, nào. Để cô xem nào, để cô xem các bạn đâu rồi. Các bạn giơ tay nào. Các bạn nào giơ tay mà mình biết câu này chưa? Các bạn raise hand nào, các bạn raise hand nào, các bạn để có bạn nào thực hành với cô luôn để hỏi màu không nào? Raise hand please. Nào bạn nào nhanh nhất, bạn nào nhanh nhất. Khôi với Hiền rồi, bây giờ còn mỗi Hiền thôi, Khôi đâu? Có mỗi Hiền thôi, Khôi đâu mất rồi.
cô ấy lại bị đen màn hình rồi. Ừ đúng rồi, cô cứ mở ra để cô xem ý, là nó đen màn hình. Đó, thôi được rồi. Bạn bạn nào nhanh giơ tay, giơ tay. Nhanh lên là quickly nào. Quickly please. Đây, đỡ chưa? Các bạn nhìn thấy hết chưa? Rồi. Rồi, bạn Lê Minh Hoàng là lớp 4 rồi. Bạn nào đây? Đây, bây giờ cô mở nha. Bây giờ cô bắt đầu mở này. Con ơi. Các bạn ơi, đã hết thấy màu đen rồi, đã thấy hết màu đen chưa? Rồi nào. Bạn Văn Tất Vinh nào. Hello Vinh. Vinh mở mic cho cô nhỉ? Ừ, các bạn xem Vinh nhá, xem bọn Vinh xem nào. Không có. Oh, hello. Hello, are you happy or sad today, Vinh? I'm the go. Yeah? So. Bây giờ cô không nghe thấy. Vinh ơi, mình nói lại cho cô nào. Không là các bạn không nghe thấy đâu. Bây giờ mình muốn học, muốn hỏi. Ừ nào, học hỏi về màu sắc đúng không? Nào, color nha các bạn nhỉ. Color thì bây giờ con đọc cả câu cho các bạn xem nào. Color. Nào, bây giờ cô muốn hỏi cả câu là bây giờ nếu mà mình ra mình bảo ôi mẹ ơi, màu. thế là mẹ sẽ cho một cái cốc vào đầu đấy, tại vì nó trống không đúng không, đấy không được như thế. Thì bây giờ mình phải học một, các bạn trên livestream cũng để ý nha, các bạn trên trong lớp học cũng để ý nha, là mình sẽ phải nói cả câu nha. Nào, what color is it? Nào, đọc theo cô nào. What color is it? Nào, mình đọc lại một nữa nào. What color is it? What color is it? Tại sao cô lại nói như thế? Tại vì là trong câu hỏi mà có WH question như này ấy, thì mình sẽ hạ tông giọng dần đúng không? Cái này hơi khó hiểu một chút nhưng mà các bạn chỉ cần đọc theo cô thôi. Nào, what color is it? Đọc lại cho cô nào. What color is it? Exactly. So, bây giờ nhá, cô sẽ hỏi bất kỳ một đồ vật nào thì bạn trả lời màu sắc của đồ vật đấy cho cô nhá. Are you ready? Yes, okay. So, what color is it? Các bạn trên livestream, các bạn trên nhóm, what color is this? Comment cho cô nào, comment trong phần chat cho cô. Is it nào, mình orange? Is it orange? Nào, orange. It is orange, chính xác. Nó thì đúng không? Mình vừa học rồi. It đúng không? Nó thì thế nào đúng không? Orange. Nào, it is orange. Good job. Thế mình có thể mà đọc nhanh hơn. It's orange. Dễ hơn đúng không? Yeah. Nào, thế bây giờ tiếp tục nhá. Thế bây giờ mình đố màu khó hơn này. Đố cái màu khó hơn xíu này. Thế bây giờ... đây. What color is this? Các bạn trên livestream có biết màu gì không? Comment cho cô nhỉ? It's yellow. Wow. Yellow and orange. Thank you. It's yellow and orange. Good boy. Thế này mà cô có 10 cái phiếu sticker hay là 10 điểm đấy, cô cho hết. Cho hết. Rồi bây giờ. Ok, thank you bạn nha. Đó, thì các bạn thấy đấy là nó cũng dễ thôi, cũng không có gì khó cả. Đúng không nhỉ? Thì mình chỉ cần trả lời cũng như là mình nói theo những cái từ vựng hôm trước là mình đã có thể là mình nói được rồi, đúng không? Đó, thì các bạn nhá, những bạn nào mà các bạn đã nói được rồi thì các bạn comment cho cô nào. Những bạn nào cũng nói được rồi comment cho cô nào. Comment cho cô yes nào, để cô xem nào. Hoan Hô Vinh, yellow, good boy, good girl, thank you class. Nào, bây giờ nhá, nếu mà những bạn nào mà trên livestream cũng như là các bạn đang học ở đây này, mà bữa trước mà mình học ấy, thì trong nội quy lớp là mình không cần mà mình ghi chép nhiều. Đó, mình chưa cần ghi chép. Để sau cái buổi học thì cô sẽ gửi lại video cho các con để con ghi chép nhá. Mình sẽ ghi chép sau, kể cả các bạn trên livestream cũng thế. Các bạn nhẩm theo những cái câu mà các bạn đang đọc này. Đó, nhẩm theo những câu mà cô đang đọc này. Theo đúng, thứ nhất là ngữ điệu, thứ hai là âm đuôi,
Đó, hai cái phần này là hai phần cô rất là nhấn mạnh. Đó, thứ nhất là ngữ điệu, thứ hai là âm đuôi, để mình có thể có một cái câu nói tiếng Anh mà nó chuẩn nhất nha. Ok, good. Đâu, say yes cho cô nào, say yes thì các bạn đã hiểu nào. Ôi, bây giờ bạn nào vẫn còn vào đây. Thôi, bạn nào muộn thì lại không được vào lớp rồi, đúng không? Cả lớp, đúng không? Thế hôm sau bạn phải vào sớm hơn nhá. Rồi, tiếp tục. Nào, bây giờ cả lớp ơi, bây giờ thì mình sẽ làm một cái bài tập trước. Mình sẽ làm một bài tập nho nhỏ để mình ôn bài nhá. Mình ôn bài một chút nha, các bạn sẵn sàng chưa? Are you ready? Are you ready for the... Yes, yes, okay. Participant raise hands. Oh my god. Cô còn chưa hướng dẫn và các bạn đã rất thích làm bài tập rồi. Hay các bạn trên livestream đã có thể làm bài tập chưa? Nhìn bài này các bạn đã đoán được nó sẽ làm chưa nào? Nếu các bạn có thể làm được, các bạn say yes cho cô nhá. Để mình chuẩn bị là mình mở giấy bút ra nào. Các bạn chuẩn bị giấy bút đâu? Giấy bút đâu rồi? Giấy bút đâu hết rồi? Sao là cho cô xem giấy bút nào? Giấy và bút đâu? Đó, các bạn giơ giấy bút lên cho cô nào. Giơ giấy bút lên cho cô nào. Cô ở đây có một cái bút rồi. Các bạn đã có giấy bút cho cô chưa? Đâu? Đâu rồi? Rồi, Thanh Đào, Phương Ngân đã có. Rồi. Các bạn giơ lên cho cô xem nha. Các bạn giơ lên cho cô để cô xem một lượt xem là các bạn đâu rồi nào. Đâu giấy bút của con đâu? Phương Tân à? À, bạn Tân. Tân Orange doesn't like red. Tân không thích màu đỏ. Đúng không? Đúng Tân rồi. Nào tiếp tục. Những bạn khác nào, đâu giấy bút của con đâu để mình chuẩn bị làm bài tập nào. Đấy, bạn Quỳnh Anh đã có, bạn Phước đã có. Rồi. Bạn Tân có chưa, giấy bút con đâu? Rồi. Rồi, các bạn rồi, Nguyễn Trúc Linh có rồi. Để cô xem nào. Đi học mà không mang giấy bút thì là chết rồi đấy. Là không được đâu nhá. Đâu. Đâu rồi, rồi cô cảm ơn. Nào bây giờ mình chuẩn bị nhá, mình chuẩn bị làm bài nhá. Cô mở phần nghe lên là các bạn làm bài này. Nào các bạn chưa livestream chuẩn bị giấy bút nhá, mình sẵn sàng nhá. Mình sẵn sàng nhá. Sẵn sàng đấy, nghe, cố gắng nghe đấy. Nào ready chưa? Yes. Lại mình hình đen rồi tại vì có bạn bây giờ mới vào lớp ấy. Nào. Có bạn nào mà bị văng ra ngoài không? Có bạn nào mà đang học mà bị ra ngoài không? Cô sẽ cho vào nhá. Yes, now everyone, are you ready? Ready thì giơ tay hoặc là yes cho cô nào, để cô còn mở bài tập lên nào. Đen màn hình lại rồi à? Hết chưa? Hết đen màn hình chưa? Ok. Raise hand. Ôi. Đấy, sẵn sàng quá nhỉ. Thế bây giờ nào? Yes, ok. Nào, chuẩn bị nhá, nghe này. Page 13, activity 28. Listen, look and match. 1. What's this? It's an eraser. 2. What's this? It's a book. 3. What's this? It's a desk. 4. What's this? It's a crayon. 5. What's this? It's a chair. Wow. So. Rồi, nào, bây giờ này, đấy. Bây giờ là nhiệm vụ của mình là các bạn ấy cũng được hỏi đúng không? Xong rồi bạn ấy trả lời theo thứ tự từ 1 cho đến 5. Đó, bây giờ các bạn đã ghi hết ra vở chưa? Bạn nào cần phải nghe lại không? Các bạn trên livestream có cần phải nghe lại không? Để cô cho các bạn nghe lại nào. Đó. Nào. Các bạn nghe lại nha. Page 13, activity 28. Listen, look and match. 1. What's this? It's an eraser. No, what's this? It's an eraser. Bây giờ mình sẽ
mình sẽ xem là bạn nào nào tiếp tục. Đáp án 2C. Đâu đáp án là gì, có cần cô em xong rồi á. Đã xong rồi, thế thì cô mở tiếp cho các bạn xem nhá. 2. What's this? It's a book. 3. What's this? It's a desk. 4. What's this? It's a crayon. 5. What's this? It's a chair. Xong chưa? Are you ready? Nào comment cho cô đáp án. Ui trời ơi, comment cho cô đáp án nào. Đâu rồi nhỉ? Đâu, đâu, trời ơi. Đâu, raise hand, comment cho cô đáp án. Vân Anh xong luôn rồi, Nguyễn Thị Kim Ngân ạ. Đâu, xem nào, các bạn. Các bạn nào bây giờ 1B. À 1B các bạn. Yes yes yes. 1B thế hai gì? 2C. 2C ừ, có đúng là 2C không? Chắc chưa? Chắc không? Chắc không? Chắc không, có chắc không? 1A. Nào bây giờ mình kiểm tra đáp án nhá. Nào các bạn comment đáp cộng nào. Bây có một bạn ghi là 1B này. Bạn Gia Bảo nhá, 1B này. À 2C. 3D. À, 4 gì? 4 là gì đây? 4, các bạn ơi, số 4 nối được 4A. Ừ, thế 5 đâu? 5 đâu? 5 đâu? Comment cho cô nào. 5 nối vào đâu? It's a chair. Đâu, 5 nối vào đâu rồi? 5E. Thế bây giờ các bạn trên livestream đã xong chưa? Các bạn trên livestream đã xong chưa nhỉ? Các bạn đã viết chưa? Rồi, bây giờ nha. Hồi hôm qua mình kiểm tra một chút nha. Mình kiểm tra bài nha. 1, 1, B, 2, C, 3, D, 4, A, and the last one, 5, E. Trời ơi, bạn nào làm đúng hay cái này comment cho cô yes nào, kể cả các bạn trên livestream thế nào. 1, B, 2, C, 3, D, 4, A, and the last one is Y. We match to E. Nào, bạn nào đúng? Bạn nào đúng hết? Cô xem. Yes! Bài dễ quá rồi à? Bài dễ quá đúng không? Oh no, bài dễ quá hả? Sao lại cho bài khó hơn đây này? Rồi, thank you class. Có bạn nào mà đừng truyền kém mà các bạn bị ra ngoài nhá, thì mình nhắn tin ở trên nhóm nhá. Mình nhắn tin ở trên nhóm, bảo bố mẹ nhắn tin ở trên nhóm nhá. Để các thầy cô còn hỗ trợ con nha. Các bạn trên livestream đã xong chưa? Rồi nha. Ok, cảm ơn các con nha. Thế bây giờ mình tiếp tục nào. Một bài này nha, không thể nói là dễ được. Bài này không hề dễ. Nào, bây giờ cô hướng dẫn này. Look. Where is this? Bây giờ bài này nha, chút nữa cô còn phải gọi cô. Đó. Có look at the photos, listen to the audio and match. À, nó cũng gần giống như bài vừa nãy thôi. Nhưng mà mình sẽ có ba bạn. Một là Louis, hai là Amers, ba là Masako. Yeah, Masako thì các bạn ấy sẽ nói rằng là ở trên bàn học của các bạn có những cái gì, đúng chưa? Nào bây giờ cô xin mời một bạn, cô xin mời một bạn, một bé cho cô nào. Yeah, very dễ. Hoàng Tú Phương đúng không? Very dễ. Tị nữa gọi Phương. Tị nữa gọi Phương đấy. Dễ, ui dễ. Đâu xem nào, dễ không? Dễ không, comment dễ hay khó cho cô nào. Nào, ui dồi ôi, đâu xem. Bây giờ một bạn cho cô biết. Một bạn cho cô biết là ở trên cái bàn A ấy, nó có những gì để cô giơ tay lên nào. Để giơ tay lên nào. Giơ tay lên nào. Please raise your hand, please. Raise your hand, please. Cho cô biết là ở trên bàn A có những gì nhá. Mình chuẩn bị bài trước. Mình chuẩn bị bài trước nào. Raise your hand, please. Bạn nào giơ tay nào. Bạn giơ tay nào. À, bạn Hà Bình An. À, Hà Bình An à. Đâu rồi? Hôm nay nộp bài rất hay. Hà Bình An. Hà Bình An là cái bạn đeo cái cặp tóc màu tím ấy đúng không?
Hello, hello, Bình An. Can you hear me? Hello, can you hear me? Con nghe được cô không? Cô thấy hơi nhỏ ấy. An ơi. Wow, đâu nhỉ? An, bé An của cô đâu mất rồi. Ơ, đâu nhỉ? Nào, cô mở lại mic cho con nào. Rồi, nào Bình An ơi, là các bạn đang rất là chờ nha, các bạn đang rất là chờ. Nào, Bình An mở mic cho cô nào. Rồi, hello Bình An, nhớ cô không? Dạ. Trời ơi, đáng yêu quá. Bé hết về. Now, so can you show me? Look at the picture A. Yeah. Look at the picture A and show me what on the table here. Có những gì nhỉ? Can you show me? Dạ. Là bút chì. Backpack. Backpack, a backpack. Chính xác, a backpack. What color is it? It's a pen. Oh no no, mấy pen? Hình như có pen. Dạ, ba pen ạ. Three pen ạ. Three, nhưng đây là pen hay pencil ấy nhỉ? Pencil. Nhìn xem. Nhìn kỹ nào. Là pencil vậy. Three pencils. Cái này sau cô dạy kỹ hơn thì mình sẽ biết là mình thêm âm gió. Tại sao lại phải thêm âm gió sau pencils nhá? Đấy, tại vì đề số nhiều. Pencils. Now, three pencils. Great. So nice, nice. Có gì đây? Có gì nữa các bạn ơi? Các bạn comment cho cô nào. Cái bút mà để làm highlight lên ý. Đó. Cái mà các bạn hay đọc sai là mark it ý. Sao lại bị tắt mic của bạn An này? Nào, An ơi mở mic nào. Yeah. An ơi. Các bạn nào, các bạn đang nghe An nói đấy. Nào, An nói cho cô biết nào. It's a pen. It's not pen. I think that maybe it's marker or maybe it's a marker or maybe it's crayon. Yeah, maybe, right? Có thể là đây là cái marker hoặc có thể đây là cái crayon mà có tận hai cái cơ, đúng không? Mình còn biết marker hay crayon. Rồi con đi vào đây này. Thì bây giờ mình cứ tạm nghĩ thế để tí nữa xem là nó đọc là cái gì thì mình biết là cái đấy, đúng không? Tiếp tục. What this? Những cái gì đây? What this? Gì đây kìa? Mình hiểu cô nhỏ nó đè cái gì đây? Dạ, hộp bút ạ. Mẹ ơi, hộp bút. Hộp bút ạ? Hộp bút đọc là cái gì? Hộp bút. Đây là bạn ấy đoán là hộp bút thì các bạn có nghĩ là hộp bút à? Hà Bình An bảo đây là hộp bút. Các bạn nghĩ, cô cũng chưa nhìn ra là cái gì ấy. Ô tô đấy chứ, con nhìn rõ mà, bút ô tô. Đây này, bạn Võ Minh Khang bảo đây là two books nè. Võ Minh Khang bảo đây two books nè. Đấy. Đúng không? Đúng không? Ông Lê Minh Quân bảo books nè. Ôi, thì cô cũng chưa nhìn ra là cái gì. Đấy, phải zoom như này, nhìn các đó. Các bạn giúp An với cô ấy, cô không nhìn ra cái gì. Nào, mấy books? Thôi cứ coi như là book xem là đúng là cái book không. Nó sẽ hết book ạ. Book đúng không? Nó zoom cái hình này mới nhìn được. Rồi, có bạn ghi crayon. Nào, bây giờ nhá, thì bây giờ mình tổng hợp lại có one red packet, backpack đúng không? One red backpack. Đó, một cái cặp sách màu đỏ. Tiếp tục. Three pencil, nhưng màu gì nhỉ? What color these pencils? Yellow. 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 Yeah.
Đấy, thế mới phải đăng bài tập cô sửa. Còn yellow, yeah. Yellow pencil. Tiếp tục, thì bây giờ có crayon. Có crayon. Two crayons. Yeah. Thì An ơi, what color of two crayons? Màu gì đây? Dạ. Blue. Dạ màu blue với cả red ạ. Blue với cả red. Yeah. Thế còn how about books? How about books? Book what color? Dạ, books. Book trên là màu xanh nước biển, còn book dưới là màu xanh lá cây ạ. Thế là in English please. Blue. Yeah. Blue, blue one and blue. And green ạ. Đúng rồi. Blue book. A blue book and a green book. Great. Hoặc là one blue book and one green book. Ok, great. Đấy, phải phân tích trước thì mình mới làm được sau này những bài khó hơn làm nào, đúng không Bình An nhỉ? Đấy, Bình An nhá. Thank you Bình An. Để về tiếp tục Bình An nhớ lại các bạn nhá. Các bạn trên livestream cũng như là các bạn ở trên lớp. Mình để ý này là mình phải xem hình ảnh trước. Xong thì mình phân tích trước là nó có những cái gì thì mình mới làm nhá, không phải tự nhiên mình mở ra mình nghe là mình nghe được đâu, đúng không? Bởi vì các bạn nói rất là nhanh đó các bạn. Oh, 9 PM, thế mình học thêm một chút nữa nhá để mình xong bài này nhá. Ok rồi, bây giờ thì cô sẽ gợi ý thêm cho các bạn. Thì bây giờ ở trên cái bàn B ấy nó có những gì nhở? Yellow ruler này. Đấy. Red eraser, three crayons with yellow one, red one and blue one. Đó, thì trong cái bàn này có cái khước màu vàng này, cục tẩy màu đỏ này, rồi là cái bút dạ màu vàng, bút dạ màu đỏ, bút dạ màu xanh. Đấy. Còn trên cái bàn này nữa, đó thì mình còn có cả bút màu đỏ. Đấy, red book, yellow ruler and three yellow pencils. So are you ready for the listening now? Các bạn nhá, bây giờ chuẩn bị này, các bạn chuẩn bị nghe nốt này để mình còn làm bài tập này. Mình còn xong này. Các bạn sẵn sàng chưa? Các bạn giơ tay lên nào để cô còn biết được, để cô còn mở bài nghe nào. Are you ready? Are you ready for this? Yeah, thank you. Nào, bắt page đầu. 9. Giấy bút. Activity 16. Giấy bút. Look, listen and match. 1. I'm Luis. I live in Mexico. I have a book, a ruler, and three pencils. 2. I'm Ahmed. I live in Egypt. I have a red backpack, books, and pencils. 3. I'm Asako. I live in Japan. I have three markers, a ruler, and a red eraser. So, do all of you have your own answers? Các con đã có hết các đáp án của mình chưa? Cô cho nghe lại một lần nữa nha. Yes, Trịnh Hữu An làm xong hết rồi này. Oh yes. Nào bây giờ mình nghe lại một lần nữa để mình comment cho cô đáp án nhá. Page 9. Activity 16. Look, listen and match. 1. I'm Luis. I live in Mexico. I have a book, a ruler and three pencils. 2. I'm Ahmed. I live in Egypt. I have a red backpack, books, and pencils. 3. I'm Asako. I live in Japan. I have three markers, a ruler, and a red eraser. So, các bạn comment cho cô nhanh lên! Comment cho cô nhanh lên đáp án nào! Các bạn đáp án các bạn nào! Các bạn nào mà biết đáp án không? No. 1C, 1C, 2A, 3C. Tân à? Tân đây đúng không? Vương Tân đúng không?
À, bạn đây, các bạn có hết rồi này. I'm Louis. Thầy Quân. Đâu, Nguyễn Ngọc. Nào, bây giờ để cho các bạn mà... Đây, 3B. Nào, bây giờ cô sẽ cho các bạn đáp án nhá, để các bạn xem nhá. 1C. Louis has a book and three pencils and a ruler. 2. A. Ahmed. He has so many things here. Especially, he has a red backpack. Ahmed có một cái túi cặp sách màu đỏ ấy. À. Masako has a ruler and eraser. Yeah, Masako B. Đó, các bạn đúng hết không? Các bạn đúng không? Say yes, cô nào. À, Vân Anh này, Hoàng Linh Nhi. Hoàng Linh Nhi này, quá chuẩn luôn. Quỳnh Anh này. À, Võ Minh Khang. Các con comment cho cô nha. Wow. Yes, đúng hết không? Rồi. Raise hand. So. Đó. Thì hôm nay nhá, thì mình sẽ có bài tập. Nào, bây giờ cô sẽ stop share here. Thank you, class. Oh, Xuân Bách nè. Đó. Thì buổi học hôm nay mình là mình học quá giờ mất rồi. Đó. Thì hôm nay buổi học mình tạm dừng ở đây nhá. Để bây cô gặp gỡ các bạn một chút nào. Cô gặp gỡ các bạn một chút nào. Rồi. Rồi. Hôm nay các con học có vui không? Học vui say yes. Học vui say yes. Yeah, thank you so much. Hôm nay các bạn học rất là vui. Are you happy? I'm so happy today. I'm so happy today. Yeah, các bạn làm bài tập rất là tốt này. Rồi là các bạn có ạ. Yeah, thank you. So, rồi là cô không nhìn thấy mặt cô đâu rồi. Đâu, where's Miss Ngọc? Miss Ngọc here. Đó, thì bài tập hôm nay của các bạn. Bài tập hôm nay của các bạn đâu rồi? Bài tập hôm nay của các con. Very happy, thank you, Toản. Thank you, thank you. Very happy. Very happy. Đâu nhỉ? Bây giờ mình sẽ share screen nhỉ? Vui cực cô ơi. Cô cảm ơn nha. Thank you so much. Very funny. So, we have a bài tập về nhà. Homework. Thì hôm nay mình sẽ thực hành. Đó. Vừa hỏi, vừa trả lời theo các đồ vật mà các bạn đã chuẩn bị nhá. 10 đồ vật nha. Và mình sẽ lấy những đồ vật mà nó khác màu đi một chút. Đấy. Thì mình sẽ vừa hỏi, vừa trả lời. Đó. I'm happy. Nhưng mà hôm nay thời lượng đã hết rồi. Thì mình đợi đến thứ hai tuần sau nha. Đó, thì cô sẽ giao bài tập là các bạn nhớ này. Các bạn nhớ này. Là mình sẽ vừa hỏi, vừa trả lời. Nhớ cho cô nha. Các bạn vừa phải hỏi, vừa trả lời. Thứ nhất, cấu trúc thứ nhất. Đây là cái gì? Thì mình có was this. Đó, mình có was this. Đây là cái gì? Còn nếu mà hỏi về màu sắc thì mình sẽ hỏi là what color is this? Đó. What's this? And what color is this? Và các bạn sẽ nói từ từ thôi. Còn bạn nào mà đã quen rồi thì các bạn sẽ có thể nói nhanh hơn một chút. Kể cả các bạn trên livestream cũng vậy. Các bạn nếu mà có thể làm bài tập thì các bạn comment xuống dưới và nộp bài tập trong nhóm cho cô nhá. Để cô còn có thể check và kiểm tra cho từng bạn một nha. Đó. Thì bây giờ các bạn cũng đã đến giờ rất là muộn rồi. Các bạn rất là mệt rồi. Bây giờ mình vươn vai nào. Vươn tay nào. Lắc cổ tay cổ chân nào. Lắc cổ tay cổ chân nào. Đó. Lắc cổ tay cổ chân nhá. Thì bây giờ cô xin phép được chào tạm biệt các bạn nha. Và hẹn gặp các bạn trong vào 8 giờ. 8 giờ đúng không? 8 giờ tối thứ mấy? Thứ mấy? Thứ mấy nào? 8 giờ tối thứ mấy? Thứ 2 tuần sau nhá. Cô ơi!
ơi, cô có gửi happy. Bye bye. Đó, thì bây giờ cô sẽ mở mic cho các bạn nhé. Bye bye. Cô sẽ gửi bài tập cũng như là gửi lại clip quay lại nhá. Bye bye, bye bye, bye bye các bạn trên livestream nha. Bye bye. See you again. Bye bye. 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 Oh, good night, Lan Minh Quân. Ơi, cô đây, cô, bạn nào nhắn tin cho cô nha, cô không biết là đâu. Good night, good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, and good night, my teacher. Good night, good night. Good night, good night. Good night, bye, see you again. Bye. 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 Bye.